ốc của mình, nó sẽ giới thiệu những cái người cao cấp hơn. Ở đây mình sẽ lấy ốc cao cấp hơn, từ từ nó nâng cấp quán ốc mình lên vậy đó. Nói chung ốc chị là ốc văn phòng, công ty đó. Còn cho chỗ này không có chỗ để xe thì thường là đi là taxi vô. Vô đây là không biết tầm, cứ mỗi một người cứ ăn một dĩa xà lông. Có nhiều khi á, có nhiều người á thì ta vô đây, như khách hôm kia vô không có xà lông mới vô, mà đặc biệt ăn chỉ có hai món thôi. Mỗi một người ăn một dĩa xà lông và một món xào bơ là được rồi. Đó, dĩa xà lông không ăn nó muốn nói rồi. Đúng. Trước khi alo gọi vô hỏi còn cái đó không? Phải không? Ví dụ như người ta muốn ăn nhiều mà mình không còn nhiều thì người ta nói một dĩa hay gì cũng được. Đó. Thân hầu như chị thuộc hết tên của từng nhóm, từng công ty hết. Họ đang họ cũng thương mình lắm. Chị tên Trang. Nhờ quán ốc của mình là quán ốc tên gì chị? Tên Diệu. Chị bán được 12 năm rồi. Thì 26 xuyệt 50 xuyệt 52 đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Mà mình có thể đi bằng cái hẻm lên và 148 Bùi Viện mình vô. Thì chị bán tầm 11 giờ đến 2 giờ là xong rồi. Chị là 0909 228 163. Còn cho chỗ đây không có chỗ để xe thì thường là đi là taxi vô. Nói chung cách đây 12 năm thì cuộc sống của em dâu chị nó cũng khó khăn. Là em Diệu á, em dâu chị. Rồi cứ lúc muốn đi làm công hoài thì chị thấy vậy thôi. Ở nhà kêu bán chơi chơi vậy thôi. Bán trong hẻm, ốc chơi ăn vậy thôi. Không ngờ lúc mà mở ra cái em Úc đồ nó tới nó ủng hộ, cái nó thấy ngon, cái giới thiệu bạn bè toàn học sinh không, mà lúc đó là học sinh sinh viên không à, tới đó. Lúc đó chị cũng bán tới chiều tối. Rồi rút cuộc là cái từ ngày càng đông khách, cái em dâu nó thôi chắc làm không kịp rồi, thôi bây giờ chị với mẹ phụ em đi. Con ốc của mình nó sẽ giới thiệu những người cao cấp hơn. Mà đây mình sẽ lấy ốc cao cấp hơn, từ từ nó nâng cấp quán ốc mình lên vậy đó. Nói chung bây giờ khách hiện tại khách của mình là khách văn phòng, ít sinh viên lại. Tại vì nói thì theo như em cũng thấy ốc của chị đó, con ốc của chị là chị phải lựa từng con, những nào phải to bự thì phải tươi, mà tầm đó thì tất nhiên nó phải mắc, thành ra nó sinh viên thì nó không có phù hợp nữa. Ốc chị là ốc văn phòng, công ty đó. Còn cho chỗ này không có chỗ để xe thì thường là đi là taxi vô. Vì lựa từng con, tự mình là khi mình lên dĩa mình đâu có để trên lệch được. Hả? Nhưng mà em nghe nói là ốc tươi mới bán nha, ốc tươi là không bán. Đúng rồi, mà bữa đó dịch xui xui mà thí dụ như có một con nằm ở đĩa ấy là khách, chỉ cần khách nói nhỏ với mình là cái dưng là cái dĩa đó, chị không bao giờ tính tiền. Rồi chị phải đi nói chuyện lại với lại cái chỗ kia, cái chỗ đầu mối của mình. Tuy rằng giá thành nó sẽ, em thấy nó cũng hơi cao, đúng không? Nhưng mà em cũng thấy rồi, đó. Đi ăn quán những quán ốc khác thì em thấy nó rau đồng giá này kia, thật ra chị cũng đi tham khảo rồi, nó đắt bé xíu à. Còn ở đây là nghêu á, thì chị lại mua bự nhất, chị bán thì 60 một hốt đó. Còn những con ốc kia thì nó sẽ có dao động theo tầm, là những cái dĩa vậy là chị bán 80-80, như ốc len, sò điệp này kia. Mà sò điệp cưng thấy không, của chị nó rất là to, chứ không phải là những lúc chút đó. 80 rồi chẳng hạn. Còn những ốc hương xà lông là chị em cũng thấy cái dĩa ốc hương trứng muối của chị nó tập lên gần 20-30 con, mà ốc hương của chị cũng thấy nó cũng to đó, là nó tập lên tới ngoài 100. Vô đây là không biết tầm, cứ mỗi một người cứ ăn một dĩa xà lông. Có nhiều khi á, có nhiều người á thì ta vô đây, như khách hôm kia vô không có xà lông mới vô, mà đặc biệt ăn chỉ có hai món thôi. Mỗi một người ăn một dĩa xà lông và một món xào bơ là được rồi.
đó. Nghĩ sao lắm không ăn nó muốn no rồi. Mười khách là hết chín khách rồi gọi món ra. Đúng. Trước khi alo gọi vô hỏi còn cái đó không? Phải không? Ví dụ như người ta muốn ăn nhiều mà mình không còn nhiều thì người ta nói một dĩa hay gì cũng được. Đó. Thì ngoài cái hấp hành đó ra thì mình còn có chế biến cái gì nữa chị? Là cái món đó nè. Thì nướng mỡ hành, nhưng mà từ ngày chị có cái món đó, những cái nướng mỡ hành của chị nó không, nó đi, nó sẽ đi qua cái con bu lót hoặc là con sò đẹp, chứ nó không bao giờ nó ăn cái món sò lông hấu, nướng mỡ hành như cổ truyền của mình hồi xưa nữa, không có, nó không ăn nữa. Bu lót với lại sò đẹp, đó là nướng mỡ hành, còn đặc biệt vô đây là cái món đó nó phải đòi như vậy. Thôi chị sầu bơ, chị sắp tắt, chị sắp điêu, đó. À, chị xào tỏi, xào me, nói chung đủ các vị, xào phô mai, xào trứng muối. Cái tiếp theo như là hào phô mai của chị ạ. Rồi cái thứ ba của chị là xào bơ, rồi bắt đầu mới tới những cái vị kia. Đó. Mà mấy cái xào bơ đó là ăn với bánh mì đều được. Đúng, ăn với bánh mì được. Vô là mấy món đó nó gọi chánh trước, còn những cái đó đó là những cái món là người ta mạnh ăn á thì ta sẽ kêu phụ sao, hoặc người ta đi đông á nó kêu phụ sao. Thì sắp tắt thì nó chua chua ngọt ngọt, nó dậy lên cái mùi trái tắc của mình đó, nhưng mà mình phải biết cách hãm sao cho nó đừng có ra cái vị giỏ để mà nó đắng, đúng không? Đó, nó là như vậy, nó vừa kẹo mà nó vừa giữ được cái mùi của tắc chứ không có bị đắng. Cái tiêu thì mình sốt tiêu giống như dịch vi tiêu của mình vậy thôi, cái nước sốt tiêu đó. Mình sẽ xào sốt xong rồi mình sẽ thảy vô cho nó dậy cái mùi tiêu lên, rồi xong mới bỏ đồ vô cho nó săn lại, chứ mình không có phải xào chung với nhau. Hải sản mà em xào chung với nhau nó ra nước hết. Thì chị phải làm cho nhanh, tự vì công ty nó phải tranh thủ, nó về nó nghỉ ngơi 15 phút, lúc đó nó gọi xe bút ráp này kia nó cũng ấy lắm. Đó. Ví dụ có khách tự đặt như bữa nay là chị có bill của ngày mai, chị có bill của ngày mốt rồi. Tại biết sao, cái không gian của mình nó nhỏ quá. Đó, thành ra người ta muốn ăn đông người ta phải book trước. Như 29 tây là chị có một bàn 15-20 người có rồi, hiện có bằng lẻ thì chưa khác. Cái dễ thương đó là ở đây mình ăn xong rồi sẽ cho các dĩa la xét. Đúng rồi, khăn lạnh chị cũng phi luôn. Đó, khăn lạnh chị cũng phi luôn. Trước giờ là mình cứ bán vậy luôn hả? Thì đúng rồi, trước giờ vẫn vậy. La xét là cho trái cây? Trái cây theo mùa. Ờ, đó là gì? Quen phải có la xét, còn nhiều khi mình đông của mình chậm là la ới lên là chưa cho la xét. Khi đông quá không kịp, vui lắm cho cái bọc đi, bỏ la xét vô đi về công ty ăn. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ này của ai đây? Đây nè, để tôi đi một lần luôn nè, hai gì? Đúng rồi, chị phải làm sơ chế trước, rồi chị phải lấy ruột từng con ốc ra. Đó. Sáng á, từ nhà chị là nhà mẹ, chị ở nhà riêng, thì sáng 7 giờ chị dậy rồi bắt đầu chị đi chợ. Chị với là em dâu hai đứa đều đi, em dâu đi chợ theo của em dâu, chị đi chợ theo của chị. Đó. Mình từ nhà mình có những cái món hối lái nó khác nhau, như cái chỗ đó nó bán cái đó đặc biệt thì mình sẽ quen tới cái chỗ đó, còn những con ốc đó tới cái chỗ khác đặc biệt thì mình sẽ thấy, chứ không có gồm chung một chỗ đó. Thì một chỗ có cái nó ngon, có cái nó không có ngon, mình sẽ lựa những cái món nào nó chuyên về cái chỗ đó thì mình sẽ lấy. Mà em nghe nói chị nói là ốc giác ở đây là bảo đảm nó mềm. Đúng, chị mềm mấy chỗ khác, chị bao cái mấy chỗ khác, nhiều khi khách vô lần đầu khách không biết, thôi không ăn ốc giác đâu, ốc giác cứng lắm. Chị nói cứng chị không lấy tiền, cứ ăn thử đi. Chị không mua vỏ, chị chỉ mua ruột thôi, chị chấp nhận mua mắt. Cái vỏ về nó hết bao nhiêu rồi, rồi khi mình luộc lên nó dính vô trong đó nữa. Đó. Ra có con ốc đó, luộc ngoài vỏ mà con ốc trong nó teo còn xíu. Còn con ốc thì mình càng luộc nó càng nở ra, nó rất là to lắm. Thân hầu như chị thuộc hết tên của từng nhóm, từng công ty hết. Họ ra họ cũng thương mình lắm. Toàn là xa quận 2, quận 12, quận 2, Thủ Đức. Nói chung hồi xưa tại vì người ta làm công ty ở đây, có một số người về hưu, nhà người ta chuyển qua đó mà ta thèm mà ta vẫn phải đi qua. Nói chung là ta vô người ta ăn cái gì ra xong đó nói no, ngon rồi thôi. Cái ra cũng đâu có nói gì, ta chỉ nói ngon vậy thôi.